phận Biên Hòa rồi cả nhà. Đó, Vĩnh đang xuống thành phố Biên Hòa, nhưng đi ngang qua thôi để mà vào trên cái tuyến đường trong thành phố, xem quang cảnh người dân ở Biên Hòa ngày 30 Tết như thế nào. Và tiếp tục ra khỏi thành phố thì sẽ đi hướng quốc lộ 51 để mà đi về Long Thành, Vũng Tàu. Những ai mà muốn tham quan di tích Cửu Long thì là sẽ ôm vòng xoay rẽ vô hướng tây trái. Đợt lâu vẫn có đi rồi, cũng có quay rồi, nhưng mà đợt bị mất clip. Màu đó thì cũng đẹp. Đang tiến vào thành phố Biên Hòa. Đang dừng đèn đỏ. Cả nhà đón xem cuộc hành trình Vĩnh từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu ha. Có cảnh gì đẹp mình sẽ quay cập nhật cả nhà cùng xem. Quá trời quá đất. Đẹp quá ha, đẹp. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về. Mong xuân đã chín đỏ, em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy chục xuân. Đang đi qua chợ Long Thành cả nhà. Quá đẹp, quá đất, bà con đang đây là chợ Long Thành. Quá đẹp, quá đất, quay chậm cả nhà xem. Bà con đổ những mua hoa. Hoa thọ, hoa cúc, hoa mai. Chợ Long Thành về chiều. Đây cửa đông hả? Đây cũng có bốn cửa nữa hả? Cửa đông. Ở đây là khu vực chợ Long Thành. Nhộn nhịp xôn xao ngày 30 Tết. Ooh.
Thấy nhà thờ đẹp ghê không? Mà gặp cái cảnh có mặt trời đang xuống núi nữa, rất là ạt nha, đẹp quá cả nhà. Hình như cũng mới xây dựng đó. Còn bên này là tiếng Việt, nhà thờ Thánh An Tôn, giáo xứ Sông Vĩnh, giáo phận Bà Rịa. Nhưng mà khu vực này là Phú Mỹ cả nhà, quá đẹp luôn. Vĩnh đang đi vào thành phố Vũng Tàu. Như đây là ra bãi trước. Tối hôm nay là tối ngày 30 thì ra để mà xem bắn pháo bông. Không biết năm nay là thành phố Vũng Tàu có tổ chức bắn pháo bông không, nhưng mà nếu mà có thì là tầm 12 giờ là sẽ xem được cảnh bắn pháo bông. Quá trời đẹp. Đợt này vắng ha, đợt này 30 vắng ha. Cửa thở đó. Chắc xuống dưới kia mới đông, còn khu này vẫn vắng. Đêm 30 là ai cũng ở nhà để mà đón giao thừa ở nhà. Bãi sau, bãi trước, rồi chắc tí nữa là vòng ra bãi trước quay cảnh cả nhà xem. Đã ra đây rồi chạy ra bãi trước luôn. Giờ tấp vô kiếm gì lấp bụng cái đã. Gió quá gió. Đây, quảng trường đẹp cả nhà ha, quá trời đẹp luôn. Bắt đầu chuẩn bị thưởng thức món lẩu cá đuối. Ra Vũng Tàu thì chỉ có vậy thôi. Hôm nay ra Vũng Tàu ghé quán thưởng thức món lẩu cá đuối. Ra đây chỉ có vậy thôi. Đang chờ lẩu đây. Xíu quay cho cả nhà xem cái nồi lẩu. Chờ nó sôi lên đó. Chờ nó sôi lên. Rồi có cây mai đẹp ha. Tết chỗ nào cũng trưng mai thôi.
kiển này. Ớt này có ăn được không ta? Ớt kiển đó ăn được không ta? Ớt kiển này. À, từ thưởng cho bản thân lon bia tại thành phố Vũng Tàu. Tối nay 30 Tết rồi, tối nay 30. Chúc cả nhà năm mới thật là nhiều sức khỏe. Rồi xin mời cả nhà. Nhân dịp năm mới 2024 thì còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là bước qua khoảnh khắc năm mới với năm cũ. Thì xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Năm mới này thì sẽ có nhiều khởi đầu mới, khởi sắc mới. Công việc thuận bồng xuôi gió ha. Phát tài phát lộc. Mình chúc cả nhà thì cũng thầm chúc cho bản thân mình năm mới này cũng sẽ được những ước muốn như vậy. Ồ, hay quá. Pháo bông luôn á mà nó bay 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 hay ha. Cái tụi như cái này nó bay phức tạp đẹp quá cả nhà. Bay trên trời quá đất luôn nè. Trời ơi. Mà tiếc quá khuất tầm nhìn không thấy được cái pháo hoa. Cả nhà đi tới đây rồi mới phát hiện ra là có mấy cái đèn đổi màu phả lên mấy cái cây này. Những đây có 3-4 hàng cây. Tự nhiên Vĩnh tự nhiên chợt nhớ lại là cầu Trường Tiền ngoài Huế cả nhà. Cứ vài giây nó đổi màu, rất là chiêu nha. Còn hơn cây số nữa là tới trung tâm Bà Rịa rồi. Nãy quay cảnh bắn pháo bông thì không thấy nhà nước bắn, nhưng mà thấy người dân cũng rất là sung. Năm nay bắn pháo bông tới đầu tư quá trời quá đất luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy mấy hàng cây đang cố gắng